trọng kính đức hồng y trọng kính quý đức cha kính thưa quý cha quý tu sĩ nam nữ và thưa anh chị em thân mến hôm nay chúng ta có một buổi hội ngộ rất đặc biệt gần một ngàn linh mục là những cựu trùng sinh của đại trùng viện thánh du xe hà nội quy tụ về đây như trở về với cội nguồn kính thưa quý cha trong hành trình cuộc đời khi mà tuổi tác càng ngày càng lớn dần khi mà áp lực công việc càng ngày càng đè nặng trên đôi vai mỗi người chúng ta ngồi suy tư và hồi tưởng lại chắc chắn ai cũng thấy thời gian đẹp nhất của cuộc đời là thời gian ở học đường bởi lẽ nói đến học đường là nói đến từ lớp mẫu giáo, tiểu học, trung học, đại học và ở các lĩnh vực giáo dục khác. Có thể đời sống kinh tế khó khăn, có thể còn những ưu tư áp lực công việc học hành, nhưng mà tuổi học đường luôn luôn là tuổi đẹp nhất, bởi lẽ không phải lo lắng những công việc hiện tại, không phải bận rộn về những mối tương quan và chỉ chú tâm cho công việc học hành. Chính vì thế, tuổi học đường là tuổi đẹp nhất của cuộc đời người. Nếu chúng ta nhìn theo lăng kính đức tin, tuổi học đường chính là một thời của hồng ân. Đi học là một thời của hồng ân. Bởi vì thứ nhất, chúng ta may mắn được đi học bởi vì có nhiều người cũng ở lứa tuổi của chúng ta dù là à, tiểu học trung học hay đại học nhiều người ở lứa tuổi của chúng ta mà không được đi học có thể là vì khả năng tri thức có thể điều kiện kinh tế gia đình có thể về bối cảnh xã hội của địa phương có thể những khó khăn trong thời của xã hội mình đang sống vì thế mà trước hết đi học theo lăng kính Kitô tô giáo, thời đi học là thời của Hồng Ân. Chúng ta cảm nhận được tất cả những điều tốt lành Chúa ban cho chúng ta. Bởi vì được đi học là một ơn của Chúa, được đi học là được sống trong tình bạn bè để nối kết với nhau trong tình huynh đệ thân thương. Được đi học để mang những kỷ niệm phải cùng nhau trau dồi những kiến thức để cùng nhau tiến về tương lai. Đối với chúng ta trong thời gian của chủng viện thì càng là một thời của hồng ân hơn nữa. Bởi vì chúng ta sống trong chủng viện là chúng ta sống trong môi trường đào tạo của chính Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần là ngọn lửa mến vừa soi sáng vừa sưởi ấm tâm hồn chúng ta, vừa là nguồn sức mạnh để giúp cho chúng ta từng bước thăng tiến trong hành trình ơn gọi thời của đại trùng viện luôn luôn là thời của hồng ân bởi vì chúng ta học trong vòng tay yêu thương của giáo hội chúng ta được đào tạo bởi các đấng bề trên các cha giáo và những người có trách nhiệm để nắn đúc chúng ta trở thành những thợ gặt tương lai trong cánh đồng của giáo hội chính vì thế mà thời gian học ở trùng viện bao giờ cũng lắng động trong tâm hồn mỗi người chúng ta những kỷ niệm vui buồn những kỷ niệm của ân sủng và những dấu ấn của thời gian sau khi chúng ta kết thúc giai đoạn được đào tạo tại trùng viện quý cha ngày hôm nay đã là linh mục có nhiều quý cha đã kiêm nhiệm những nhiệm vụ quan trọng tại các giáo phận. Có nhiều quý cha đang đặc trách những phong trào tông đồ. Có nhiều quý cha lại âm thầm làm việc ở nơi những vùng sâu, vùng xa. Và chúng ta cảm nghiệm rằng nếu thời gian đào tạo của trùng viện bảy hoặc tám năm là thời gian của ân sủng, thì thời gian ấy chuẩn bị cho chúng ta sống ân sủng của Chúa ở một giai đoạn khác đặc biệt hơn đó là đời sống linh mục. Kính thưa quý cha, chắc chắn mỗi người trong chúng ta đã cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc của đời sống linh mục. Và chắc chắn chúng ta giữa những áp lực của công việc, chúng ta cảm nhận được rằng đời linh mục là một hồng ân bởi vì chức linh mục chính tự bản chất chức linh mục đã là một hồng ân thiên chúa ban cho con người có hai món quà lớn lao nhất và thiên chúa ban cho con người một đó là chức linh mục hai đó là bí tích thánh thể để qua hai bí tích này chúa giêsu ở lại với trần thế ở lại với con người chúng ta ở lại để đồng hành với con người trong những bước đường nhân thế để chia vui, sẻ buồn với con người ở mọi thời đại. Chính vì thế, nếu nói thời gian được đào tạo ở trùng viện là thời gian của ân phúc, thì đó thực ra cũng là chỉ thời gian chuẩn bị để chúng ta sống ân phúc ấy một cách thực thụ hơn, một cách ý nghĩa hơn, một cách cao cả hơn. Bởi vì những ân phúc mà chúng ta đón nhận trong thời gian được huấn luyện tại trùng viện đó là những ân phúc lãnh nhận cho chính bản thân. Nhưng mà khi chúng ta làm linh mục ra phục vụ tại các giáo phận đến với muôn dân thì ân phúc ấy Thiên Chúa lại qua trung gian của chúng ta để trao ban cho anh chị em chúng ta. Chính vì thế Thánh Doan Maria Vianney đã khẳng định nếu chúng ta nếu linh mục mà hiểu hết ý nghĩa của đời sống linh mục và vinh dự niềm vui sự cao cả của hồng ân thánh trước linh mục thì linh mục sẽ chết không thể sống được chết ở đây không phải vì sợ hãi mà chết ở đây vì hạnh phúc bởi vì làm linh mục là chính chúa ban quà tặng cho nhân loại nhưng mà chúng ta lại là những trung gian được đón nhận quà tặng ấy để trao ban quà tặng ấy cho nhân loại cho anh chị em chúng ta kính thưa quý cha không phải lúc nào chúng ta cũng nhận ra những vinh dự ấy không phải lúc nào chúng ta cũng cảm nhận được hạnh phúc của đời dân hiến những khó khăn về công việc những khó khăn trong mối tương quan những khó khăn trong bối cảnh xã hội và những mối tương quan đa chiều không phải lúc nào cũng dễ dàng. Chính vì thế, ngày hội ngộ hôm nay, 50 năm kỷ niệm ngày tái mở lại trùng viện Đại Trùng Viện Thánh Du Xe Hà Nội như một cuộc gặp gỡ huynh đệ và như một cuộc trở về nguồn. Ngôi nhà của chúng ta ở 40 nhà Trung Hà Nội đã trở thành một địa điểm thân thương và thiêng liêng lưu giữ biết bao kỷ niệm êm đềm. Quý cha về đây để hồi tưởng lại những gì mình đã sống, những gì mình đã cảm nhận, những gì mà mình đã học và những gì Chúa Thánh Thần nói với mình trong suốt thời gian mình được đào tạo để làm linh mục. Có thể là giây phút thời gian về với đại chủng viện hôm nay ngắn ngủi không dài nhưng đủ để cho quý cha phần nào đó ôn lại nỗi hoài niệm về quá khứ và gặp gỡ anh em trong tỉnh huynh đệ để cảm nhận được rằng mình đang làm việc ở những nơi vùng sâu vùng xa mình không đơn lẻ nhưng mình có sự đồng hành qua lời cầu nguyện qua tình huynh đệ của anh em chúng ta là những người đã cùng rời một mái trường và hôm nay đang phục vụ giáo hội ở nhiều không gian khác nhau và nhiều vị trí cấp bậc khác nhau Chính vì vậy, Đại chủng viện à, Thánh Du Xe Hà Nội và Tòa Tổng Giám mục Hà Nội hân hoan đón chào quý đấng bậc đến với nhà 40 nhà chung hôm nay trong tình huynh đệ thân thương. Đồng thời, với lời cầu chúc khi về tới nơi này, quý cha sẽ được tiếp thêm nguồn sức mạnh nghị lực siêu nhiên để rồi chúng ta lại lên đường để tiếp tục nhiệm vụ của mình trong giáo hội tại chính nhiệm sở mà Chúa qua giáo hội sai chúng ta đến. Kính thưa quý cha, theo thống kê từ 50 năm tức là năm 1973 cho đến năm nay, Đại chủng viện Thánh Giuse đã có 29 khóa 29 khóa uh, được đón tiếp đào tạo và xuất thân từ ngôi nhà đại trùng viện này. Trong 29 khóa ấy, có 1.363 trùng sinh. 1.363 trùng sinh đã được đón tiếp vào trùng viện Thánh Giuse. Sẻ. Trong số 1.363 ấy, có 894 linh mục, 894 vị đã được truyền chức trong 8 địa phận và bây giờ thì trong sáu giáo phận. Theo con số thống kê các linh mục của giáo tỉnh Hà Nội, thì tất cả các linh mục của 11 địa phận cho đến hôm nay là khoảng 1.700 vị. 1.700 linh mục của giáo tỉnh Hà Nội. Như thế, từ ngôi nhà của Đại chủng Viện Thánh Du Xe, con số linh mục đã được đào tạo nơi đây đã chiếm một nửa linh mục của giáo tỉnh Hà Nội. Vì thế chúng ta cảm nhận được ngôi nhà này là nơi chúng ta được đào tạo lớn lên trong ân sủng. Ngôi nhà này là nơi chúng ta được bao bọc bởi tình giáo hội và tình huynh đệ thân thương. Những thời gian chúng ta được huấn luyện là thời của ân sủng chuẩn bị để chúng ta sống trước linh mục và ân sủng còn lớn lao hơn rất nhiều chính vì thế mà con số linh mục đã ra trường từ ngôi nhà này là gần một nửa linh mục của giáo tỉnh hà nội đó là niềm tự hào của chúng ta ngày hôm nay chúng ta trở về với ngôi trường cũ chắc chắn có rất nhiều kỷ niệm xưa ước mong những kỷ niệm ấy sẽ giúp cho chúng ta thêm nghị lực siêu nhiên thêm yêu mến giáo hội và thêm gắn bó với nhau hơn trong tỉnh huynh đệ của tất cả những anh em đã được đào tạo tại ngôi nhà này. Xin một vài thông tin về cơ sở của Đại Trùng Viện. Như quý cha đã biết, trước năm 1954 thì tiểu trùng viện này được gọi là tiểu trùng viện Thánh Doan. Và Đại Trùng Viện của Tổng giáo phận Hà Nội thường được đưa gửi các thầy đào tạo ở trong trùng viện Xuân Bích ở Liễu Giai, bây giờ là một khách sạn ở gần Bệnh viện Lao Phổi Trung ương Hà Nội. Và ngay sát Bệnh viện Lao Phổi Trung ương Hà Nội thì có Tiểu trùng viện của Tổng giáo phận Hà Nội sau khi đã rời Hoàng Nguyên để về đây tránh chiến tranh và bom đạn. Hiện nay, chúng ta đang có khoa thần học ở Cổ Nhuế và khoa triết học ở Phùng Khoang. Tòa Tổng giáo mục Hà Nội mới xây dựng một cơ sở tại giáo sứ Hoàng Nguyên. Giáo sứ Hoàng Nguyên là một sứ đạo truyền thống lâu đời thuộc về huyện Phú Xuyên. Và nơi đây, từ những năm 20 của thế kỷ trước, các đấng bề trên của giáo phận Hà Nội đã xây dựng tiểu chủng viện Hoàng Nguyên. Nơi đây là những sứ đạo đạo đức sốt sáng sầm uất, quý mến các linh mục, quý mến các thầy, chính vì thế mà tổng giáo phận Hà Nội trong xu hướng muốn trở về cội nguồn đã xây dựng một cơ sở trùng viện tại Hoàng Nguyên ngôi nhà ấy với mục đích trong giai đoạn một tiếp đón các thầy à, tu đức và các thầy khoa triết và ngày 22 tháng 12 vừa rồi thì các thầy tu đức đã về để nhận cơ sở mới ở Hoàng Nguyên sau đi khi nghỉ hè, tức là đầu năm học năm 2024, 2025, thì các thầy ở khoa triết trùng viện sẽ chuyển về Hoàng Nguyên như thế là ở Hoàng Nguyên sẽ có lớp tu đức và có lớp triết một, chiết hai trước khi đi giúp sứ và về khoa thần học thì vẫn ở cổ nhuế. Nói như thế để quý cha cũng hiểu cái cơ sở của đại trùng viện chúng ta. Chúng ta biết là trước đây, từ năm 2014, theo sự đồng ý của quý cha trong à quý cha gửi trùng sinh về Tổng Giáo Phận Hà Nội, Đại trùng viên Hà Nội, lớp Tu Đức tạm thời đưa về à, Giáo Phận Phát Diện và lưu lại ở đó 7 năm. Từ năm 2021, thì lớp Tu Đức đưa về 40 nhà chung Hà Nội. Và như vừa nói, ngày 22 tháng 12 vừa qua, lớp Tu Đức đã chuyển về Hoàng Nguyên và đang chuẩn bị vào lớp linh thao và tháng linh thao theo như quy định cho các thầy ở năm tu đức. Kính thưa quý cha, ngày hôm nay là ngày hội ngộ, hôm nay là ngày tri ân như cha giám đốc vừa nói. Chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì giáo hội miền Bắc vừa thoát ra những năm ngủ đông Giáo hội miền Bắc vừa trải qua những năm tháng, những, những thập kỷ, những thập niên vô cùng khó khăn. Nhưng mà Thiên Chúa quyền năng và Ngài đã cho chúng ta thoát ra khỏi những khó khăn ấy và đã nhanh chóng bù lại con số linh mục của giáo hội miền Bắc và chúng ta cảm nhận như Ngày hôm nay, số linh mục đã tăng gần bằng số các linh mục trước khi di cư năm 1954. Chúng ta về đây để cảm tạ Chúa, để dâng lời à, à, tạ ơn và để chia sẻ tình huynh đệ. Như cha giám đốc vừa nói, đây cũng là dịp để chúng ta cảm ơn các đấng bể trên. Có những đấng bể trên đã qua đời mà chúng ta tin rằng các ngài đang hiện diện hiệp thông với chúng ta có những đấng bể trên hiện diện ngày hôm nay và có những đấng bể trên không hiện diện trong thánh lễ này trong cuộc gặp gỡ này chúng ta cầu xin chúa nhờ lời cầu bầu của đức trinh nữ maria đức mẹ hà nội và thánh du xe là quan thầy của đại trùng viện à, trả công bội hậu cho các đấng bậc những ân nhân và thân nhân của chúng ta về với nơi này chúng ta về với cội nguồn của mình về với nơi này sau cuộc gặp gỡ chúng ta lại tiếp tục lên đường kính chúc quý cha cảm nhận được ơn chúa và tình huynh đệ khi về gặp gỡ hôm nay xin chúa tiếp tục đồng hành với quý cha trong những bước đường tương lai để những hoạt động tông đồ của chúng ta sinh hoa kết trái và thực sự chúng ta đang là những hiện thân của Đức Giêsu giữa đời xin cảm ơn